xưa là cô đứng ở dưới đường á, bây giờ khách đông quá cô mới lên lề đó thôi, xe đông quá đó cô lên lề cho nó gọn. Nãy giờ con thấy ông khách đông đó, cô không có rảnh tay luôn á. Ở đây người ta khoái ổi luộc rồi lắm, ổi luộc lắc xoài lắc nè. Có chứ, nó quen coi như là ví dụ nó ăn hồ còn nhỏ rồi tới lớn rồi cái nó đi đâu nước ngoài về nó ngoan. Rồi có mấy người nước ngoài là kêu là người nhà đó ra mua đồ cô rồi gửi đi là vậy đó. Cô Thanh Thanh, cô 62 rồi. Cô bán cái xoài lắc nè, mận nè, chùm ruột nè, cái cát này là mứt nha. Còn đồ là ổi luộc nè, ổi tươi nè, rồi củ sắn nè. Chỉ 126 đường Lê Hồng Phong, phường 3. Phường 3 quận 5 á con. Cô bán 7 giờ tới 10 rưỡi. Đây hả? Cô bán đây là hai mươi mấy năm rồi đó. Ừ. Trước đó là cô bán cũng là hồi năm 86 giờ đó. Cũng bán nghề này luôn nè, từ xưa giờ đó. Xưa là cô đứng ở dưới đường á, bây giờ khách đông quá cô mới lên lề đó thôi. Xe đông quá đó, cô lên lề cho nó gọn. Nãy giờ con thấy ông khách đông đó, cô không có rảnh tay luôn á. Nè. Xoài lắc 20, cốc 20, cana 30, ốc ngâm thì 30. Cái này chùm ruột nè con, chùm ruột nè. Cái này xoài nè, cái này tắc nè con, cái này tắc nè. Ừ, mỗi bữa là có cana rồi nữa, mà bữa nay hết rồi. Cana. Cô bán mứt xế muội nè, xoài nè con. Mứt xoài nè, cái này mứt xoài nè con. Cái này mứt xế muội nè. Chùm ruột nè, chà là mình hết rồi nè, mình làm loại đó. Có nước sốt nè, có muối nè, có ớt nè, có đường nè, chứ không có nước mắm nè. Chứ dù ai không, người ta ăn chay á thì cô không có bỏ nước mắm vô. Còn không ăn chay là ăn vẫn bực bình thường, loại giòn loại mềm, có nhiều người ta ăn mềm. Đâm ra mình thấy có ở đây người ta khoái ổi luộc rồi lắm, ổi luộc lắc rồi đó em lắc. Mình phải canh cái nước đó thôi, lít mình bỏ vô mình phải canh 2 phút thôi. Đúng rồi, phải ngon mới được nha, không ngon là cái ổi nó nhũn. Người ta về người ta ăn nó khỏi chảy nước. Còn ví dụ mà lắc liền á là nó chảy nước. Rồi cô phải nói thôi bây giờ con ăn cái nào lắc ăn liền thì lắc, còn cái nào không thì cô để riêng, để mơi con ăn được, mốt con ăn được con về bỏ tủ mát mát á, ăn lâu được. Nó vậy đó. Cô em gì nữa em? Cảm ơn con. Tự mình làm không? Ấy rồi nè, vậy mình mua về cái mình lặt cái mình xay, mà còn ớt muối ớt là mình đâm, như là cô làm mua bán luôn nè, coi như là ăn chay đều được hết á. Mua là hột bự lắm, còn cái này là cô rang, cái này là để ăn trái cây á, còn muối tôm ăn nó không có dính, ăn nó không bằng, cái cô làm nước sốt đó, ở nhà luôn á. Cái này mắm rút quế không? Mắm rút quế. Rồi mình mua về mình xào. Mình xào lại. Bởi vì cái mắm rút của cô nó không có hôi đó. Ví dụ phần đó là cô phải cho mắm rút người ta ăn rồi, cái là phải kèm cho người ta. Khi là người ta ăn thêm là mà người ta yêu cầu là mình người ta chia thêm rồi mình mới bán cho người ta ăn đủ. Mình cũng buôn bán vậy nó phải cảm thấy nó cũng vui rồi, còn mình cũng có tiền mình trang trải là vậy đó. Có khách nào ăn của mình mà từ xưa đến giờ luôn? Có chứ.
nó quen coi như là ví dụ nó ăn hồ còn nhỏ, rồi tới lớn rồi cái nó đi đâu nước ngoài về nó ngoan. Rồi có mấy người nước ngoài là kêu là người nhà đó ra mua đồ cô rồi gửi đi, nó vậy đó. Xa lắm á, nó xa là cô để riêng cho người ta về người ta ăn nó khỏi chảy nước. Còn ví dụ mà lắc liền á là nó chảy nước. Rồi cô phải nói thôi bây giờ con ăn cái nào lắc ăn liền thì lắc, còn cái nào không thì cô để riêng, thể mời con ăn được, mốt con ăn được con về bỏ túi mất mát á, ăn lâu được.